Trinh mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của Thúy Trinh Vlog nha. Anh ơi, chào cả nhà nha. Nay anh làm cái lộp gì à, bự quá vậy anh? Nay làm cái lộp bự chà bá luôn cả nhà ơi. Bự chà bá. Mới tối mình làm cái hôm hư hết cái, suy nghĩ hoài rồi mới ra được cái hôm này cả nhà. Tại vì Tú vô làm công ty á, suy nghĩ để bắt làm cái lộp bự nè, để mình đi tắt mương ra sông mình đặt cá. Mình đặt như đa năng vậy đó. Điều đặc biệt nhất là gì không? Thường thường người Việt Nam mình hay nói là anh là quảng cáo rồi dởm đấy anh ơi. Nhưng mà có hay không không biết nghe cả nhà. Tại vì mình suy nghĩ ra nghe cả nhà ơi. Có hay không biết mà nãy giờ trên nghe anh Tú quảng cáo quá trời luôn. Giờ nếu mà cỡ một tiếng nữa đương mới xong. Giờ còn cái lần này nữa nè. Cái này nè. Còn cái đương cái lần đó anh. Với mở cái miệng ra mà để mình chút cá ra đó. Cái này nè. Nè. Nghe anh Tú quảng cáo không cả nhà? Nào là cái lợp đa năng nè. Đặt cá gì cũng chín nè. Mình làm thêm cái nữa. Mình mới làm vòng tròn hai vòng, ba cái vòng cung nè. Để đặt đây nữa nè. Thì là nếu được mình làm thêm một cái nữa. Còn không được thì thôi nghe cả nhà ơi. Đây không có thôi được nghe anh. Tại vì anh đã quảng cáo rồi. Có nghĩa là anh đặt cái gì cũng dính. Để ngồi nữa em sẽ rủ anh đi khai trương cái lợp. Rồi, một em tiếng cũng hồ nữa đi nghe cả nhà. Chờ một tiếng nữa đi. Đương xong nữa cái đi. Thì anh đương xong đi em chờ anh. Xong nếu mà không có con cá gì là em bỏ anh vô cái lợp đó luôn. Cái lợp đó bự bằng anh luôn anh Tú ơi. Quảng cáo quá trời quá đất. Ừ anh thấy gì không? Trời chuyển mưa nha. Thì mưa sớm giờ đó đang lắc rắc rồi đó em ơi. Thế sao cái chuồng vịt của mình á, vịt nó đẻ ra anh. Em thấy nước mưa nó cũng nhiễu nhiễu xuống làm sao nó vô cái ổ à. Vô ổ cái là bị thúi trứng á. Nãy anh đi nãy lượm được tấm cao su anh tính che lại kìa. Anh lượm tấm cao su à? Ừ. Em mang dép vô. Anh Tú lượm được tấm cao su để che đỡ. Cái này thì anh Tú cũng lợp bằng cái lá rồi mà lá cũ cả nhà. Cái lợm như nước. Nước nó gỉ vô. Này là bé Thuận với bé Thư. Thuận với bé Thư cũng mê vịt lắm. Tối ngày ở ngoài này đang chăm sóc cho mấy con vịt. Thuận con kéo phụ ba không Thuận? Kéo qua nói đi con. Cái tấm xô này nó cũng gắt anh ơi. Mà điều nó đỡ hơn, không có tấm xô. Tại bữa em thấy nó nhiễu nhiễu rồi em sợ vậy thôi chứ không biết nó có nhiễu cho không. Tại anh làm cái máy hơi ngang quá. Tại nó hơi ngang. Mưa xuống nó dột sợ húi trứng á. Này cả nhà, dịch của anh Tú đẻ được ba ổ hả anh? Ba ổ rồi. Ấp rồi, ấp hết hai ổ rồi đó. Hình như là một ổ Thuận đếm như Thuận, đếm được 10 trứng hả Thuận? Dạ. Có cái ổ dịch đang ấp là hơn 10 trứng luôn. 13 trứng. Nãy giờ Trinh chờ anh Tú cũng được một tiếng hơn nữa cả nhà. Bây giờ là anh Tú lấy cái lộp anh Tú mới vừa làm đó. Để anh Tú đặt cá. Anh em thấy chỗ này có nguyên bè đồng gồng luôn nè anh. Thấy đồng gồng sớm vậy đó em ơi. Đó. Thấy không? Cả nhà ơi, Tú cũng đã làm xong rồi cả nhà. Giờ Tú khai trương ngưỡng ngang cả nhà. Thử đặt rồi. Cái này anh đặt chắc anh phải quậy nữa anh ơi. Quậy nữa đó. Quậy mới có cá. Tại vì cái này cái lợp để chặn nữa tụm bắt đa năng mà. Là anh Tú có đem theo cái nồi này cả nhà. Cái nồi. Ủa, với cái gỗ à. Xúc. Ôi cái bự cả luôn em ơi. Bự anh. Bự tay kìa. Ôi người nó có bạn đồng. Để coi hôm nay anh Tú khai trương cái lợp khổng lồ của anh Tú rồi có dính cá không cả nhà. Xin mời cả nhà cùng theo chân hai chồng Tú Trinh nha. Tú chặn đi ngang cả nhà. Khai trương, khai trương. Cái này anh chặn anh phải đắp lại hết hai bên ha. Ừ, đắp lại. Đắp lại bằng cái lợp luôn mới được. Giống như anh đắp cái bẩn tát nha anh Tú. Khai trương, khai trương. Vô vườn mũi chích quá anh ơi. Mũi mũi nhiều. Mình thấy cá lồng tông nè. Chạy quá trời luôn mà không biết sao nữa nè anh. Anh thấy có bạn rồng rồi, thấy bộ cá lóc bự lắm rồi đó. Mà cá lóc nước nhiều này nó cũng khôn lắm nha, nó chuối. Ừ, nó cũng chuối. Ừ, nó chuối á.
phải mình tát thì bắt nó dễ, chứ còn trận cái này là lần đầu tiên hai chồng Tú Chinh làm luôn cả nhà ơi. Anh Tú bữa nay thử hàng quảng cáo của anh Tú nha cả nhà. Thử hàng quảng cáo. Tú thấy bàn rồng đó mà không biết bắt được con cá không à. Nhớ là con cá không không? Không có sình nữa vậy nè. Có sình không? Con cá nó chạy kìa. Cả nhà. Cái này mà nước đừng có mua nhiều ha, nước nó cạn cạn lên miếng nữa. Chút ơi mà tát cái đã luôn á. Cái mương dài nha cả nhà. Tú đắp mương tuốt tuốt bị đằng kia luôn. Theo quên Tú sẽ quậy ngược, quậy trở lại cho nó chạy trở lại. Tú lại đầu kia quậy ra đây. Đó, được bên đó. Tú đắp đường bên này cả nhà. Anh đắp thấp quá lỡ có cá bự nó chạy vô sao? Cứ tấn lên đầu dừa nữa. Ừ ha. Anh tấn đầu dừa rồi đây. Giờ anh Tú quậy nghe cả nhà. Tú quậy, anh Tú mò. Nay là cái lợp của anh Tú sẽ ra tay. Ui, có không anh? Này em ơi. Đâu anh dở cả nhà không có à? Đây. Được con cá cóc. Cá. Cá cóc, cá bê chầu, cá chầu không ăn thả đi ha. Cá bê chầu nhỏ thả nha. À, cá cóc đây cả nhà. Để em bẻ cái lá cây. Nó gầm luôn. Nè anh, đó. Nó có nó không nổi được. Giờ mình đuổi dài tới. Anh thấy bàn rồng cá lóc nó chạy trước rồi đó. Ngon lắm quá. Anh quậy này giống như là anh quậy đuổi vậy đó. Ừ. Mà anh Tú thử là thí nghiệm. Thí nghiệm coi anh Tú nói thì anh Tú nói cả nhà thử coi có đúng không nha. Coi cái lợp anh Tú có thể ở trong mương. Ở trong mương trong gạch rồi coi có không nha. Em nói thì nói vậy thôi, nếu mà không có thì thôi chứ biết làm sao giờ. Để áp lực. Hiện tại là anh Tú quậy rất mệt cả nhà, quậy thở không nổi, vừa mệt vừa hồi hộp, không biết là có dính gì không. Nếu không dính thì sợ vợ mình nói là nói dốc. Đừng tép nè, đừng tép em. Tép bạc ha, hay tép gông? Tép gông. Ừ, tép gông. Mùa này cũng hết tép ha. Ừ. Mệt cả nhà. Chứ cả nhà nói với em là ví dụ mà anh không có thì cũng không sao, tại vì cái này là mới có cái đầu tiên để anh thí nghiệm thôi, để thử coi có hay không thôi, chứ từ nào giờ chắc cũng chưa ai làm kiểu này anh ha. Chưa em ơi, đã làm thấy gì đó không biết được không nữa. Cũng còn xa lắm cả nhà. Rút quỷ đằng kia. Trời mưa rồi cả nhà ơi. Quậy nãy trời nắng mà giờ mưa luôn rồi cả nhà. Tú quậy quá, quậy mà không biết có gì không rồi. Giờ mưa rớt hột luôn rồi. Dở rồi, có gì mình ơi, mưa rồi. Nãy thì trời nắng chang chang, bây giờ mưa luôn rồi. Thấy nhảy gì không anh? Em ngu vậy anh? Ui. Ui. Ôi.
Đấy. Em thấy cá trắng vậy? Tại đây nhìn nhìn thấy dễ thấy cá trắng nè. Rồi anh dỡ lên cho cả nhà xem nha. Ôi Trinh thấy rồi, Trinh thấy con cá chê rồi cả nhà ơi. Đã không? Con cá chê. Con cá chê trắng. Mưa. Trời này chắc mưa lớn quá anh ơi. Chúc lên cho cả nhà xem luôn em ơi. Đây thành quả của anh Tú. Rồi, cá nè. Anh thấy được cá trắng với cá chê trắng. Ủa cá lóc nữa cả nhà ơi. Cái gì vậy? Ôi, có cá lóc. Wow. Ê ơi. Còn nữa hả? Còn nữa hả? Cá lẩu kiến. Cái gì? Còn nữa, còn nữa. Ôi. Cá gô luôn anh. Ôi. Không ra vậy. Ê, vậy mà cá lồng tông nó không vô anh ha. Ừ. Cá lồng tông. Ủa con tôm luôn anh. Đâu? Trời ơi. Ơi. Vậy là bắn ra luôn. Vậy là anh Tú quảng cáo không giỡn mà cả nhà ơi. Ôi, ui cuộn tôm nó cũng bọc bọc. Ôi. Quá wow. Luôn. Hai con cá chê. Có con tôm rồi cả nhà. Con tôm. Vậy được rồi, ấm rồi. Ấm rồi. Mừng quá. Vậy là anh Tú không có sợ quảng cáo giỡn mà cả nhà. Mừng quá cả nhà ơi. Quá trời mừng luôn á. Mời cả nhà cùng về nhà cùng hai chồng Tú Trinh nha cả nhà ơi. Rồi về luôn cả nhà ơi. Như được rồi cả nhà ơi. Rồi về anh ơi, trời mưa rồi đó. Mưa tới rồi. Gì quá. Tưởng chất quất nữa. Tưởng chất quất. Anh Tú lại thấy rau muống, anh Tú thèm nữa cả nhà. Mình thấy rau muống gì mình chế biến gì chế biến cả nhà ơi. Cái muốn thì cộng to to không anh ha. Quá trời bự luôn rồi, thấy thèm quá. Cái đọt cái muốn vậy nha. Mất hồn. Trời mưa anh. Ừ. Con muốn ngồi mà nó phủ lên tới tới gần tới tới đầu. Tới cái hàm anh. Tới cái càm hả? Ừ. Quá trời ngon con muốn luôn rồi. Anh để về anh định làm gì anh? Xào tỏi hả? Hả? Định làm gì? Em tính xào làm tỏi gì? Cái này giờ mình xào tỏi ăn ha. Anh dễ ăn lắm, anh xào về anh ăn đó à. Dễ ăn lắm. Ừ. Trời ơi mưa giống như nó láo vậy đó cả nhà. Này còn ướt lá là bây giờ nắng rồi nữa rồi. Này mưa nắng nắng mưa nè. Nãy hai chồng thì sợ trời mưa, chạy riết về. Để Trinh gác máy, Trinh bẻ hụ anh Tú cho mau. Thôi không biết lột tỏi không thôi. Mua lột thì mẹ ba đắp tỏi cho ngồi mẹ xào tỏi cho. Rồi, nhìn con muốn được ăn. Này mày chỉ cho. Mấy em thớt nè. Lấy dao đây mình ngọt này. Con đập nó ra cái con lột cái nó ra bầm cho mẹ luôn. Cái dao ở ngoài đó có không con? Hay là ba để mình? Mình sao rồi? Cái dao bự thôi. Mà cơm cũng chín rồi nè ha. Cái này nước nó hơi nhiều quá Giang. Hơi bự một cơm. Nhão không em? Nó không nhão mà nó hơi bung. Vậy hả? Ừ. Cũng được. Để được. Không không lại miếng. Mở sâu vậy đó. Cá này nãy anh Tú đặt kêu bằng cái đó cái gì anh? Cái lợp ha anh? Cái lợp. Cái chê nè. Cái chê với cái lóc. Cái gô. Anh em chuyên tư hết rồi. Nhà mình có nít rồi để kia khó gấp lắm. Ừ. Chứ vậy nó giòn hơn nữa nè. Giòn hơn mình chia nữa coi. Này mình ra như ra cái bún cái này về. Là dính thịt liền. Dính thịt. Ý. Này quả gió. Nó gió thì gió đi. Này hả nè. Ừ. Xài trường, xài trường cái lợp. Cái lợp khổng lồ. Lợp khổng lồ do tự anh Tú chế ra. Nói chung là ở nhà mình kiếm ăn ở nhà thì cũng được ha. Ừ. Ở đây thì cũng dễ kiếm ăn.
mình chịu khó mình đi đi kiếm là được ha. Nhưng mà hơi cực chút xíu là có cá ăn nè. Chịu cực đi mò, đi tát, đi xúc. Chở liền để thôi, cá nó bị cong. Mình thấy chuyện cá không cong luôn nha. Nếu mà anh để cho nó vàng luôn bên là nó bị cong. Cong liền, chở liền nó không có cong. Mắm gừng thì nãy trên đâm gừng nè. Giá gừng cái nhiễm ra. Gừng nãy anh đào ngoài của mình luôn ha. Mà gừng nó còn non quá. Cho xíu nước mắm. Với miếng đường nãy mình bỏ vô rồi á. Cho miếng chanh vô. Cái gừng nó chưa có già. Nêm vừa ăn là được rồi. Ô cá vàng anh ơi, để em chở vớt cá ra. Được rồi, vừa ăn này ngon. Cá vàng à. Ồ. Cái chê này thử miếng hơi chi gì hóa vậy ạ. Dễ ăn ôm luôn ha. Vớt ra được em ơi. Mình ấy phanh như vậy nè. Ấy cứa như vậy nè, nó dễ ăn hơn. Chín nè, em vớt ra vàng. Thận đang gịnh gì, không biết gịnh gì Thận. Gịnh gà. Thận tối ngày là gà với vịt. Đi làm là ở nhà anh Thận lo gà vịt. Đó, hai chồng đi làm ở cả nhà. Rồi hai đứa con mình ở ngoài này không à. Không hả con? Để ra ngoài mẹ cắt cho. Để cá nó vàng rồi vớt cá lại. Gió quá gió luôn. Cái chê ngán nhất là chiên gì nè. Ý thấy chưa. Chê là nó bún. Không nói là nói là bắt đầu chuẩn bị làm bụp bụp rồi đó. Cái chê là vậy anh, cái da nó. Cái gì cũng sợ mình thẳng cái chê. Mà cái chê thì chiên thì ngon hơn kho. Gái của Tú này sắc da leo ở cả nhà. Bây giờ thì là làm chưa rành hung á. Ham làm lắm. Là sẽ thích làm. Nhưng mà không biết tới lúc mà biết làm rồi sao đây. Cái lúc biết làm rồi không biết còn xiên nữa không. Thôi nghe đói bụng chưa thôi. Nghe đói bụng quá. Chiên làm lắm. Cá rồi là mình xào cái gì không à. Rồi tỏi nè, chim phi cho nó vàng. Tỏi phi vàng cái xào rau muống là xong đó anh. Ừ. Muống này nãy em luộc rồi. Được rồi, xào cũng ngon đó. Rau muống xào tỏi. Xào tỏi. Rồi nó vườn cái hơi chín á. Mình phải luộc. Cái này là cái đường với muối vườn ngọt. Mình bỏ đi luôn. Trộn cho nó. Nó tan cái hỗn hợp đó nè. Nó tan cái hạt nêm này mình nêm nè. Hơi chín rồi ha. Ừ, hơi chín rồi đó. Thơm phức luôn. Thơm tỏi. Nấu ăn mà gió như vậy nè cả nhà. Là no rồi, khỏi ăn. Gió nó bay vô mũi mình no rồi. Rồi xong, dọn ra tô, ra dĩa thôi. Bữa cơm Tú cũng đã xong rồi cả nhà ơi, mời cả nhà dùng cơm nha. Bữa cơm gia đình Tú Trinh cũng đã chuẩn bị xong rồi cả nhà. Trinh mời cả nhà dùng cơm với vợ chồng Tú Trinh luôn nha. Con mời ba, con mời mẹ, con mời bà cô chú ăn cơm. Mời ba, con mời mẹ, con mời bà cô chú ăn cơm. Rồi ăn cơm đi con. Nay được vậy. Chưa đói bụng mà.
Nay được dĩa đã quá, ngon quá. Mẹ muốn cái cá chiên hôm á. Hôm nha. Nay mẹ không có kho nữa là mẹ chiên. Đổi món cho hai bé nè. Cá chiên chấm nước mắm gừng là nhức nách luôn. Nhức nách luôn. Nay ba làm cái lợp đó thôi. Cái lợp y như lợp đã cắt vừa đó thôi, mà cái lợp này cái lợp cũng lồ luôn. Lợp bự. Ba nãy bà để nước hơi nhiều cái hơi nhỏ. Ăn coi. Cá chê này mẹ ấy phanh đó nè. Cá này nó hơi xương nha, cái gô. Thư ăn cá chê đi Thư. Không mà bà cô chú. Này con. Mẹ. Ăn đi con. Giòn không? Giòn. Không mà bà cô chú ăn cá. Hôm nay hai chồng đi đi săn bắt ở cả nhà. Hôm nay hơi trưa rồi, giờ này 10 hôm. Trưa luôn rồi. 12 giờ mấy ạ. Cái càng ăn nó chua nhưng mà ăn nó miệng ngọt. Cá nó giòn hết xương rồi thật. Thôi ăn đi con. Dễ. Dễ cái xương sống này ra là được rồi. Nó không có xương nữa. Nó giòn rồi nó hết xương. Xương nó không giòn giống như mẹ. Lựa ăn đi con. Con muốn dồi tỏi thơm quá. Cảm ơn mẹ. Cái này mưa xuống mọc chỗ nào cũng mọc muốn chưa tốt. Mắm gừng cay không chỗ cay lắm vậy ơi. Để sợ cay kêu ba đăng con cá rồi. Thử sắc cho leo luôn. Cảm ơn mẹ. Này bà ăn hết cho leo luôn quá. Leo cũng ngọt ha. Mới cắt cuốn thì nó ngọt ha. Nó rất bông. Cà như Úc mới rất chắc. Cả nhà ơi, bữa ăn Trinh cũng đã ăn xong rồi cả nhà. Trinh cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Trinh mến chúc cả nhà được nhiều sức khỏe trong cuộc sống và thật nhiều hạnh phúc trong gia đình nha. Chú chào cả nhà. Con chào bà cô chú.